Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Tuấn Võ Tâm Linh Định Hướng và Chữa Lành. Ngày hôm nay thì Tuấn nhận được một sự thôi thúc từ vũ trụ của các vị thầy tâm linh muốn gửi tới tất cả các bạn một chủ đề chung mang chủ đề về tình yêu ạ. Đó là chuyện tình mùa đông của bạn năm nay sẽ như thế nào? Xin nhắc lại chủ đề ngày hôm nay, đó là chuyện tình mùa đông của bạn năm nay sẽ như thế nào? Vì đây là một chủ đề chung nên là sẽ không thể đúng với tất cả các bạn được. Các bạn hãy chọn lọc với tinh thần vui vẻ và giải trí thôi ạ. Bên cạnh đó, nếu mà các bạn cảm thấy kết nối với trải bài thì có thể để lại một like cũng như là một bình luận chia sẻ lại câu chuyện của các bạn ở dưới video. Đồng thời hãy bấm đăng ký cộng với nhấn chuông thông báo để có thể nhận được thông báo cho tất cả những video mới nhất khi kênh ra. Bây giờ thì sẽ không để mất thời gian của các bạn lâu hơn nữa, chúng ta sẽ lần lượt đi vào với từng tụ bài của các bạn trong ngày hôm nay nhé. Có 3 tụ ạ, từ trái qua phải. Tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba. Xin nhắc lại, tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba. Bây giờ các bạn hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ về câu hỏi trong đầu, đó là câu chuyện tình yêu trong mùa đông này của các bạn sẽ như thế nào. Sau đó các bạn hãy mở mắt ra, cảm thấy bị thu hút bởi lá bài nào đầu tiên thì các bạn hãy lựa chọn lá bài đó và bấm xuống phần cuối cùng của phần mô tả để nhấn tới phần thời gian bắt đầu cho từng trải bài ạ. Và các bạn cũng có thể lắng nghe cả hai hoặc là ba tụ bài nếu mà cảm thấy bị thôi thúc thu hút bởi cả hai hoặc là cả ba tụ ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào với cả các bạn tụ một đầu tiên nhé. Xin chào các bạn tụ một, chào mừng các bạn đã đến với chủ đề chung dành cho các bạn, đó là câu chuyện tình yêu mùa đông này của các bạn sẽ như thế nào. Thì không để mất thời gian lâu hơn của các bạn nữa thì chúng ta sẽ đi ngay vào với trải bài của các bạn nhé. Với các bạn tụ 1 thì trong cái thời điểm này cái mức năng lượng của các bạn đang ở trong cái điều kiện hoàn cảnh thế nào? Thì mình thấy trước tiên cái năng lượng nước ở đây khá là nổi bật nhá. Năng lượng nước ở đây khá là nổi bật đối với các bạn tụ 1. Các bạn là những người sống tình cảm, chân thành, có cảm xúc. Đấy, các bạn cũng có những cái độ sâu sắc ở bên trong, các bạn đã biết cách quay vào bên trong tìm lại những cái năng lượng, những cái tiếng nói, những cái cảm xúc sâu thẳm ở bên trong linh hồn của mình. Có thể như cái giai đoạn vừa rồi nó là một cái giai đoạn mà các bạn cũng gặp tương đối nhiều những cái bài học, những cái sóng gió, những cái bất ý không suôn sẻ trong cuộc sống của mình. Nó làm cho các bạn bắt buộc phải chững lại, bắt buộc phải quay vào bên trong, bắt buộc phải nhìn nhận lại mọi vấn đề ở những cái góc độ khác, thậm chí ở những cái tầng về tâm linh. Các bạn nhìn nhận vạn vật, mọi thứ, mọi sự kiện xảy đến trong cuộc sống của các bạn dưới con mắt của tâm linh, của nhận thức, của sự thông thái ở bên trong. Đó, có cái năng lượng của cái sự phát triển năng lượng bên trong, phát triển cái sự thông thái nhận thức hiểu biết từ chính bên trong bản thể linh hồn của các bạn. Các bạn cũng là những người biết trân trọng quá khứ, biết trân trọng những cái điều gì mình đang có. Các bạn có lòng biết ơn với cuộc sống, với những cái người xung quanh mình. Đó, các bạn cũng là những cái người chân thành, đấy, tình cảm. Một số bạn trong thời điểm này mình thấy rằng đang mong muốn có những cái sự giúp đỡ, hỗ trợ, kết nối lại với người cũ, tình huống cũ, môi trường cũ, hoặc là cần sự giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người, từ cuộc sống, về các yếu tố công việc, sự nghiệp, hoặc là tiền bạc, hay thậm chí cả những dạng mối quan hệ nữa. Các bạn đang có cái sự trông ngóng, chờ đợi, mong ngóng, hoặc là chờ đợi những cái cơ hội, tin tức, hợp đồng, những cái gì đó mang tính rõ ràng được gửi tới các bạn. Và các bạn cũng là cái người yêu thương chân thành, sẵn sàng cho đi, hỗ trợ, giúp đỡ cho mọi người, cho vạn vật, cho chúng sinh. Các bạn có tình yêu thương vô điều kiện ở bên trong. Các bạn có cái tâm từ bi, có cái sự trong sáng, thanh thuần ở bên trong linh hồn của mình. Các bạn sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng cho đi vô điều kiện. Đó. Lại một lần nữa, đấy là lá ba ly. Cái năng lượng của nước, của cảm xúc, của tình yêu thương. Bên cạnh đó thì mình thấy các bạn cũng đang, một số bạn thì vừa mới kết nối, một số bạn thì đang trông chờ cơ hội kết nối, và một số bạn thì đang mong muốn tìm được con đường để kết nối với những môi trường, với những cộng đồng, với những cái không gian, những cái nơi sống nó thực sự nó hòa hợp với mình, nó tương đồng với mình, thấu hiểu mình, là của mình, để mình có thể thực sự tự do thoải mái sống đúng bản chất con người của mình, bản chất linh hồn của mình, được có thể thể hiện cái tiếng nói sâu thẳm ở bên trong linh hồn, bên trong cảm xúc của chúng ta ra ngoài. Các bạn cũng đang mong muốn tìm được những cộng đồng, những cái cơ hội để kết nối, để phát triển những cái con đường, sứ mệnh, công việc, ước mơ bên trong của các bạn. Một số ít các bạn khác thì mình thấy rằng đã từng hoặc là đang vướng trong những cái mối quan hệ liên quan tới yếu tố thứ ba, có thể là người thứ ba, có thể là yếu tố thứ ba còn là do công việc, tiền bạc, gia đình, luật pháp, giáo điều ảnh hưởng tới. Đó, một số ít các bạn có liên quan đến yếu tố thứ ba ở đây.
Và các bạn là những người có ước mơ, có lý tưởng, có hoài bão, có mục tiêu trong cuộc sống. Các bạn cũng đang dần dần xác định được rõ hơn cái con đường, cái mục tiêu của mình. Các bạn muốn làm gì, các bạn muốn trở thành ai, các bạn muốn đi con đường nào. Và con đường nào mới thực sự cho các bạn được là chính các bạn đây. Các bạn đang dần dần nhìn rõ hơn, các bạn đang muốn thực hiện, muốn vươn tới, muốn về đích. Và thời điểm này mình thấy rằng là có rất nhiều những cái điều mới, những cái tin tức mới, những cái sự thay đổi mới đang được đưa tới trong cuộc sống của các bạn. Với một cái tốc độ rất là nhanh nhá. Hoặc là sắp tới thôi thì sẽ có rất nhiều những cái điều mới, tin tức mới, mối quan hệ mới, tình huống mới nó được đưa tới trong cuộc sống của các bạn. Nó làm thay đổi cái mức năng lượng, cái nhận thức, cái hoàn cảnh và những cái điều kiện sống ở xung quanh cuộc sống của các bạn rất là nhiều. Đó. Một số các bạn khác thì cũng đang trông chờ những cái tin tức, những cái sự thay đổi, những cái cơ hội, những cái mối quan hệ được đưa tới trong cuộc sống của mình, những cái may mắn, những cái thành quả gì đó được đưa tới để khai sáng, khai mở cho con đường cuộc sống, con đường mối quan hệ hay con đường công danh sự nghiệp của mình. Rồi, bây giờ thì sẽ đi vào chi tiết hơn, đó là câu chuyện tình yêu mùa đông này của các bạn tụ một sẽ như thế nào. Đó. Lá đầu tiên mình đã thấy có năng lượng của một cái gì đó rất là tươi sáng, rực rỡ, nhiều màu sắc, nhiều sự ấm áp, nhiều năng lượng. Đó, với cái lá sáu gậy này ở đây có thể là một người các bạn sẽ kết nối, hoặc thậm chí đây là năng lượng của chính các bạn. Có năng lượng của một cái gì đó, của cái sự thành tựu được công nhận, được nhiều người biết tới, thậm chí là nổi tiếng, phát triển rộng, tìm được những cộng đồng phù hợp. Đó, có những cái gì đó của cái sự ồn ào, của cái sự công nhận, của cái sự tung hô. Có năng lượng của cái sự phát triển, tiến lên, vươn tới những cái tầm cao hơn, vẻ vang. Đó. Và có năng lượng của mặt trời ở đây nhé. Nếu đây là năng lượng của các bạn thì các bạn sẽ toát ra những cái năng lượng rất là thu hút, tỏa sáng bằng chính những cái hiểu biết, kiến thức, bằng chính những cái nguồn lực mà các bạn đang sở hữu, các bạn đang có. Cái thứ hai, các bạn cũng là những cái người có cái sự nóng bỏng, đam mê, có động lực ở bên trong linh hồn của mình, bên trong tiếng nói sâu thẳm của cảm xúc của mình. Đó, các bạn đã kết nối được với những cái đứa trẻ bên trong, tìm được cái tiếng nói sâu thẳm hơn, tìm được cái đam mê thực sự bên trong mình muốn là gì. Và thời điểm này là thời điểm các bạn mong muốn được chiếu sáng, được rực rỡ, được thỏa sức là chính mình, để đứa trẻ bên trong của các bạn được thỏa sức vui chơi, được là chính nó. Một số bạn thì có những cái năng lượng của những cái người dẫn đường, người chỉ lối, người soi sáng, những cái người, thậm chí những người làm về mặt tâm linh, huyền học, chữa lành, dẫn dắt, hỗ trợ. Đấy, những cái người giúp đỡ, hỗ trợ cho người khác, soi đường, dẫn lối cho người khác, mang lại những cái năng lượng tích cực cho người khác trong cuộc sống. Đó, một số bạn cái giai đoạn vừa rồi đã có những cái sự thức tỉnh rất là mạnh, phát triển rất là mạnh. Và một số bạn khác thì trong giai đoạn từ giờ cho đến mùa đông năm nay thì các bạn sẽ phát triển cái năng lượng của mình một cách hoàn thiện hơn, rực rỡ hơn, tỏa sáng hơn. Một số bạn khác thì sẽ tìm được đúng con đường sứ mệnh của mình. Mình muốn gì, mình muốn trở thành ai. Mặt trời, cái mặt trời nào mới thực sự là cái mặt trời dành cho mình đây. Con đường nào mới thực sự là con đường dẫn tới cái đích của mình đây. Đó. Các bạn cũng là những người có cái năng lượng của cái sự thông thái, hiểu biết, chữa lành, tích cực. Nên là các bạn sẽ thu hút vào trong cuộc sống của mình rất nhiều những cái người tìm tới các bạn để xin lời khuyên. Thậm chí họ chỉ cần muốn tiếp xúc với các bạn, nói chuyện với các bạn thôi, họ cũng thấy vui, họ cũng thấy tích cực rồi. Năng lượng của các bạn tỏa ra rất là rực rỡ, thu hút. Đấy. Còn với một số bạn khác thì đây chính là người mà các bạn sẽ kết nối, gặp gỡ trong cái mùa đông này nhé. Vì đây là trải bài về tình yêu thì có thể người đối tượng này sẽ có những cái liên kết trong những cái mối quan hệ lãng mạn của các bạn, cũng có thể là những cái người sẽ tiếp xúc trong cuộc sống, trong công việc, trong đời sống hàng ngày của các bạn nữa, hoặc là những cái người sẽ là cầu, cây cầu kết nối các bạn với những cái mối nhân duyên tiếp theo của các bạn. Đó, các bạn hãy mở rộng cái tâm trí của mình để đón nhận tất cả những cái năng lượng có thể xảy ra trong câu chuyện này. Đó, lại thêm một người nữa nhé. Ở đây có thể là hai mặt của một người, cũng có thể là hai người khác nhau. Đó, hai người khác nhau này có thể là một người các bạn sẽ tiếp xúc, cũng có thể chính là các bạn. Một người sẽ là chính là các bạn, một người là các bạn, người các bạn sẽ gặp, cũng có thể là hai người mới các bạn đều gặp. Đấy, người tiếp theo mình thấy mang năng lượng của khí, năng lượng của sự thông minh, nhạy bén, sắc sảo, có tầm nhìn, có chiến lược, nhanh nhẹn, tháo vát, dứt khoát. Nhưng mà người này cũng hơi lạnh lùng, thẳng thắn, bộc trực, dám nói, dám làm, dám nghĩ, dám tiến tới, cũng dám cắt đứt, buông bỏ, đúng sai rõ ràng. Đó. Thì có thể rằng các bạn sẽ tiếp xúc kết nối với người này thông qua công việc, vấn đề tiền bạc,
hoặc là những cái vấn đề gì đó trong cuộc sống, hoặc là một số bạn thì đang có những cái khó khăn trong những cái vấn đề về tiền bạc này, những cái vấn đề áp lực trong công việc, sự nghiệp, trong cuộc sống hoặc trong các dạng mối quan hệ mà các bạn chưa thực sự có thể hạ được những cái vấn đề này xuống. Đấy, các bạn vẫn đang phải gánh vác, đang phải ôm nó ở trong lòng. Đấy, thì có thể từ giờ đến mùa đông này các bạn sẽ kết nối với một người mang năng lượng này, hoặc chính các bạn là năng lượng này, năng lượng của cái sự phát triển bứt phá, thoát ra khỏi cái giai đoạn tù túng trói buộc khó khăn. Đấy, hoặc chính cái người này tới để kết nối, giải quyết, giúp đỡ, hỗ trợ các bạn phần nào trong cái việc giải quyết những cái vấn đề này. Đó, hãy mở rộng tâm trí của mình ra nhé. Đây có thể là hai người các bạn sẽ tiếp xúc, hoặc là một người là các bạn, một người là đối phương, hoặc là cả hai người này chính là hai mặt khác nhau của bạn hoặc là của đối phương nhé. Các bạn mở rộng tâm trí của mình ra. Rồi, mình thấy rằng là những cái vấn đề trong cuộc sống của các bạn trong cái thời điểm này thì đến giai đoạn mùa đông các bạn sẽ dần dần cân bằng được lại những cái yếu tố đó, dù nó là trong công việc, sự nghiệp, tiền bạc hay là trong các dạng mối quan hệ cuộc sống khó khăn như cuộc sống, thì các bạn cũng dần dần sẽ tìm được cái đường, cái sự cân bằng lại từ trong chính cái nội tâm của các bạn trước, từ trong những cái sự thông thái, hiểu biết, cân bằng ở trong cái năng lượng, ở trong cái sự thông thái, cái sự sâu lắng ở bên trong cảm xúc, trong linh hồn của các bạn trước. Sau đó cuộc sống của các bạn dần dần sẽ cân bằng ở bên ngoài, các bạn sẽ mạnh mẽ, dứt khoát hơn, các bạn kết hợp được cái năng lượng của nước, của tâm linh, của lý trí, của cảm xúc, của nội tâm bên trong với năng lượng của lý trí, của lập luận, của cái sự vững vàng sắc bén ở bên ngoài, để các bạn có thể cân bằng được lại những cái yếu tố từ bên trong ra bên ngoài cuộc sống của các bạn. Đó, và các bạn cũng sẵn sàng để cắt bỏ những cái gì không còn phù hợp. Các bạn mạnh mẽ đứng lên, các bạn quyết tâm đạt được những cái mục tiêu mà các bạn đã nhìn thấy, các bạn đã lắng nghe rõ, các bạn đã tìm được ra con đường của mình, thì sau đó các bạn sẽ quyết tâm dứt khoát để đạt được cái mục tiêu đó. Hoặc là thậm chí là cắt bỏ những cái gì đó, buông bỏ những cái gì đó không còn phù hợp. Đó, để mà tập trung vào cái đích, tập trung cái năng lượng, cái ý chí, cái nguồn lực của mình và cái đích mà mình muốn hướng tới trong thời điểm này, tập trung vào con đường công danh sự nghiệp cho riêng mình và tập trung vào chính cuộc sống, yêu thương bản thân mình. Đó, một số bạn khác thì các bạn sẽ có làm những cái gì liên quan tới giấy tờ, pháp luật, công lý, ký kết hợp đồng đó, hoặc là phỏng vấn thi cử gì đó. Thì đây cũng có thể là năng lượng của người sẽ tiếp nối, kết nối là sếp của các bạn, là người phỏng vấn gặp gỡ với các bạn, hoặc là những cái người sẽ giúp đỡ hỗ trợ các bạn trong cái tình huống này nhé. Còn một số ít thôi các bạn thì sẽ gặp những cái tình huống gì đó bị khó khăn, bài học, sóng gió nhỏ nhỏ đấy, thì do cái người này mang lại nhé. Đây cũng có thể chính là năng lượng của các bạn đấy. Mình thấy cái năng lượng của các bạn sẽ phát triển rất là mạnh mẽ, dứt khoát, trưởng thành trong cái thời gian từ giờ đến mùa đông. Đó. Các công lý sẽ được thực hiện, đưa tới trong cuộc sống của các bạn. Những cái gì mà các bạn đã gieo, các bạn đã ươm trồng trong cái giai đoạn vừa rồi, thì các bạn đến thời điểm này các bạn sẽ được gặt cái trái. Các bạn gieo trái ngọt, trái tốt, trái tích cực, các bạn sẽ gặt quả ngọt, quả tốt, quả tích cực. Các bạn gieo trái chưa thiện, chưa lành, thì các bạn sẽ gặt quả chưa thiện, chưa lành. Đó, các bạn gieo cái gì thì đến thời điểm mùa đông các bạn sẽ gặt lại những cái đó. Đấy. Với một số ít các bạn nhé, ở đây không phải tất cả. Với một số ít các bạn mà đang vướng trong những cái mối quan hệ toxic, độc hại, những cái mối quan hệ có yếu tố thứ ba, hoặc là những cái tình huống, những cái môi trường, không gian, công việc, sự nghiệp nào đó mà đang có những cái cảm giác làm cho các bạn cảm thấy toxic, độc hại, mệt mỏi, áp lực, tù túng, trói buộc, thì mình thấy rằng đến cái thời điểm mùa đông các bạn sẽ có cái sự dứt khoát hơn, lý trí hơn, vững vàng hơn, để mà cắt bỏ đi những cái gì đó không còn phù hợp. Đó, như mình nói đấy, kết thúc, cắt bỏ đi bất kỳ một cái tình huống, môi trường, không gian, nguồn năng lượng nào đó không còn phù hợp, để các bạn thực sự có thể yêu thương, kết nối với bản thể bên trong của mình, cân bằng đủ đầy hơn từ bên trong. Đó, và khi các bạn cân bằng đủ đầy, thịnh vượng, trọn vẹn, yêu thương từ bên trong của mình, các bạn nhìn được ra đúng ý nghĩa, giá trị của những cái bài học sóng gió vũ trụ gửi tới, các bạn hoàn thành bài thi và các bạn qua môn, thì lúc đó các bạn sẽ thực sự thu hút vào trong cuộc sống của mình những cái người soulmate, những cái người đồng điệu, những cái linh hồn tri kỷ cho các bạn, thực sự dành cho các bạn phù hợp về tần số, về tư duy, về cảm xúc, cho các bạn được những cái năng lượng của hài hòa, của thích thú, của hạnh phúc, của trọn vẹn. Đấy, thì mình thấy là một số ít các bạn nữa mình bắt được, đó là những cái bạn mà đang trong ở những cái mối quan hệ, có mối quan hệ rồi. Đó, thì các bạn sẽ có những cái sự tái sinh, lột xác, chuyển hóa về mức năng lượng, về cách tương tác giữa hai người, chuyển hóa thành những cái tương tác hạnh phúc hơn, gần gũi hơn, yêu thương hơn, thấu hiểu hơn. Đó, khi mà các bạn bắt đầu thực sự thi xong bài thi của mình, các bạn hoàn thiện cái năng lượng từ bên trong của mình, các bạn tìm được những cái điểm cân bằng từ bên trong của mình, thi xong bài, hoàn thành bài học, nâng cao cái năng lượng, đấy, cái tình yêu thương từ bên trong, sự đủ đầy từ bên trong, thì tự khắc các bạn sẽ thu hút vào những cái cảnh bên ngoài cũng yêu thương, đủ đầy, trọn vẹn, hạnh phúc như vậy. Đó,
cảnh bên ngoài nó chính là cái tấm gương phản chiếu lại cái nội tâm bên trong của các bạn, mà nên tâm của các bạn như thế nào thì cái cảnh bên ngoài của các bạn như thế. Đó, thế nên là khi mà tâm của các bạn đã cân bằng, đã yêu thương, đã hài hòa, đã trọn vẹn, đã đủ đầy từ bên trong, thì dù các bạn đang ở trong tình huống độc thân hay là đã có mối quan hệ thì đều có những cái sự tái sinh lột xác và thu hút vào những cái điều tích cực. Với những cái bạn đã có mối quan hệ thì cái mối quan hệ này sẽ tái sinh ở mức năng lượng mới, tích cực hơn, tuyệt vời hơn, trọn vẹn hơn. Với những cái bạn đang độc thân thì các bạn sẽ rời đi khỏi một cái tình huống cũ, một cái con người cũ, một cái năng lượng cũ, một cái môi trường cũ không còn phù hợp cho các bạn nữa, và các bạn tiến hóa, lột xác, phát triển để mà thu hút được những cái điều tích cực trọn vẹn dành cho cuộc sống của mình. Đó, dù là vấn đề về mối quan hệ tình yêu, công việc hay hay là tiền bạc thì các bạn cũng đang phát triển đúng, đang đi đúng hướng rồi và các bạn đang làm rất tốt. Đấy. Và mối quan hệ này nhé, có sẽ có cơ hội để cho các bạn có thể tiến lên những cái nấc thang cao hơn trong sự cam kết, thậm chí trong hôn nhân, trong gia đình. Đó. Có những cái sự gắn kết vững bền hơn trong sự phát triển của mối quan hệ này. Đấy, dù là các bạn đang độc thân hay là đã có mối quan hệ thì sẽ có những cái tình huống sự phát triển cao hơn, tiến lên những cái nấc thang cao hơn. Với một số ít các bạn khác thì chỉ khi nào các bạn gặp được cái tình huống này, khi mà các bạn đã dứt khoát cắt bỏ, thoát ra được khỏi những cái tình huống cũ, con người cũ, những cái môi trường cũ kìm kẹp các bạn, nó làm cho các bạn cảm thấy mệt mỏi, độc hại, khi nào các bạn thoát ra được rồi thì các bạn mới có thể tiến tới gặp gỡ được cái tình huống này. Đấy, cắt đứt được những cái gì nó mang cái tính chất kìm kẹp, mang cái tính chất giữ chân, mang cái tính chất toxic độc hại ấy. Đó, ở đây có một số về yếu tố tôn giáo này, một số bạn sẽ làm những cái gì liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, tâm linh, huyền học. Đấy, trong cái thời gian vừa rồi các bạn đã nhìn ra được cái sứ mệnh, cái năng lực của mình. Và một số bạn khác thì từ giờ đến mùa đông này sẽ được khai mở phát triển thêm những cái năng lực về tâm linh, trực giác, hiểu biết về vũ trụ, thế thái, nhân tình. Đấy. Một số các bạn khác thì có những cái yếu tố về tôn giáo, tâm linh, giáo điều, pháp lý, giấy tờ gì đó đang ảnh hưởng trong cuộc sống của các bạn, trong những cái mối quan hệ của các bạn đó, thì các bạn sẽ dần dần tìm được ra hướng giải quyết vấn đề thôi. Đấy, ở đây có năng lượng của đứa trẻ, hoặc là các bạn, hoặc là đối phương của các bạn đã từng có những cái mối quan hệ, hoặc là từng là bố mẹ đơn thân đó, hoặc là từng có con. Đấy, hoặc là cái mối quan hệ diễn biến của các bạn sẽ có liên quan gì đến những cái đứa trẻ, trẻ em. Và các bạn khi gặp nhau, tương tác với nhau, các bạn sẽ có năng lượng rất là vui vẻ, hồn nhiên, thoải mái như những đứa trẻ gặp lại nhau, như những người bạn gặp lại nhau. Vì linh hồn của các bạn nhận ra nhau nhé. Linh hồn của các bạn đã đồng hành với nhau qua nhiều kiếp học hành, giúp đỡ, cùng nhau phát triển, cùng nhau học tập, cùng nhau nâng cao năng lượng. Thế nên là linh hồn của các bạn nhận ra nhau và khi gặp lại các bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng. Rồi ạ, những cái mối quan hệ tích cực, soulmate, tri kỷ và những cái điều trọn vẹn hơn cho cuộc sống đang chờ đợi các bạn tụ một trong cái mùa đông này rồi. Hy vọng rằng là trải bài này sẽ kết nối với tất cả các bạn và các bạn cũng sẽ nhận được những cái năng lượng tích cực trọn vẹn, những cái định hướng vững vàng, rõ ràng hơn cho con đường tình cảm, mối quan hệ cũng như con đường cuộc sống, sự nghiệp của các bạn trong tương lai ạ. Rồi bây giờ các bạn có thể để lại những cái lời bình luận kèm theo những gợi ý cho chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn Tuấn làm ạ. Nếu mà những chủ đề đó thực sự phù hợp và nhận được nhiều sự đồng tình thì Tuấn sẽ làm những video chất lượng tốt nhất để gửi tới các bạn ạ. Bây giờ thì xin chào các bạn tụ 1 và chúng ta sẽ cùng nhau đến với các bạn tụ 2 nhé. Xin chào các bạn tụ 2. Chào mừng các bạn đã đến với trải bài chung với chủ đề đó là chuyện tình yêu mùa đông này của các bạn sẽ như thế nào. Thì không để mất thời gian thêm của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết trải bài dành cho các bạn tụ 2 nhé. Trước tiên với các bạn tụ hai thì mình thấy rằng là các bạn là những linh hồn tương đối đặc biệt. Hành trình cuộc đời của các bạn trong cái giai đoạn vừa rồi cho đến thời điểm này, các bạn cũng đã nếm trải nhiều những cái bài học, những cái sóng gió tương đối đặc biệt. Và bây giờ nó đang là cái giai đoạn rất là quan trọng cho cuộc đời của bạn, thậm chí là những cái giai đoạn chuyển giao chu kỳ cực kỳ quan trọng. Có rất nhiều cái mới đến, cái cũ đi, những cái xung đột, xáo trộn, biến đổi trong cuộc sống của các bạn tụ hai trong cái giai đoạn vừa rồi. Đó, một số bạn nhé thì đã gặp rất nhiều những cái sóng gió buồn bã, nỗi đau, bài học trong cái giai đoạn vừa rồi. Có những cái kiếm đã đâm vào tim của các bạn, đã để lại cho các bạn những cái nỗi đau, những cái vết hằn, những cái cảm xúc tiêu cực, những cái mệt mỏi. Nó có thể ở trong yếu tố mối quan hệ tình cảm lãng mạn, cũng có thể ở trong những cái áp lực về công việc, tiền bạc, vật chất, các mối quan hệ xung quanh, hoặc là lý tưởng, ước mơ, con đường, sứ mệnh thực sự cho cuộc đời của mình là gì. Các bạn có những cái giai đoạn rất là tối tăm, mù mịt, mệt mỏi, chán nản, buồn phiền, thất vọng. Một số bạn thì còn liên quan tới những cái mối quan hệ tay ba, chuyện tình tay ba, có yếu tố thứ ba xen vào nhé.
có những cái yếu tố thứ ba tác động chi phối vào trong cuộc sống của các bạn hoặc là trong các dạng mối quan hệ của các bạn, làm các bạn cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt, áp lực. Yếu tố thứ ba có thể là người, cũng có thể là tiền bạc, vật chất, có thể là giáo điều, pháp lý, cũng có thể là tư tưởng, tư duy, hoặc là gia đình, đấy, hoặc là xã hội đánh giá như thế này như thế kia. Đấy, tất cả những cái đó có thể là yếu tố tác động tới cuộc sống của bạn hoặc là những cái dạng mối quan hệ trong cuộc sống của bạn, thậm chí là cả mối quan hệ lãng mạn của các bạn nữa nha. Và mình thấy rằng là trong cái giai đoạn sóng gió khó khăn vừa rồi thì các bạn đã có những cái sự phát triển rất mạnh về tâm linh, về trực giác. Các bạn đã biết cách quay vào bên trong để lắng nghe, để thấu hiểu, để nhìn nhận những vấn đề một cách nhiều hơn, triệt để hơn, thấu đáo hơn, sâu sắc hơn. Các bạn cũng ngộ ra được những cái chân lý rất là cao từ những cái vấn đề, những cái sóng gió bất ý tới trong cuộc đời của các bạn là gì. Các bạn nhìn rõ được hơn nhiều những cái tầm nhìn đó, những cái bài học mà trước kia nếu mà chỉ dùng vào cái con mắt của lý trí, của con mắt vật lý, của cái đầu thì các bạn chưa thể nhìn ra hết được. Nhưng cái thời điểm này nó là cái thời điểm mà các bạn thức tỉnh hơn, các bạn phát triển về trực giác nhiều hơn, tâm linh nhiều hơn, cảm xúc bên trong nhiều hơn, các bạn nhìn ra rõ được nhiều vấn đề hơn. Một số bạn thì còn tìm ra được cả những cái con đường sứ mệnh liên quan đến tâm linh, đến chữa lành, đến thầy bà, đấy, đến làm những cái người dẫn đường, soi lối, hỗ trợ, giúp đỡ cho những cái người khác bằng chính kinh nghiệm, kiến thức, những cái gì mình đã trải qua trên hành trình cuộc đời của mình, thì biến những cái đó thành năng lượng tích cực, thành kiến thức, thành ánh sáng, thành tình yêu thương để hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Và một số bạn thì đi hẳn theo con đường tâm linh huyền học nhá. Đó, và các bạn đang có trong cái giai đoạn trông chờ những cái sự hỗ trợ giúp đỡ về mặt vật chất, công việc, tiền bạc. Các bạn mong muốn có những cái sự ổn định vững vàng hơn cho cuộc sống, cho chi tiêu, cho kinh tế của mình. Đó, các bạn muốn tạo dựng ra một cái khu vườn, một cái nơi trốn để cho mình thực sự có thể thoải mái, an toàn, vui vẻ khi được là chính mình, được sống cuộc đời của mình. Các bạn cũng đang trông chờ những cái sự giúp đỡ, hỗ trợ về những cái yếu tố khác trong cuộc sống. Rất nhiều những cái năng lượng mình bắt được ở đây, các bạn hãy tự đảo chiều năng lượng để làm sao kết nối phù hợp với câu chuyện riêng của mỗi người nhé. Đó, bây giờ thì sẽ xem là diễn biến câu chuyện tình cảm của bạn từ giờ cho tới mùa đông này sẽ như thế nào. Đó, như mình đã nói đấy, các bạn đang trong những cái giai đoạn của cái sự phát triển, của những cái sự thức tỉnh. Đó, cuộc sống của các bạn cái thời điểm này, vũ trụ đang gửi tới rất nhiều những cái bài học, những cái sóng gió, những cái áp lực, căng thẳng. Đó, nó làm cho các bạn cảm thấy bị trói buộc, tù túng. Các bạn không thoát ra được, không vùng vẫy được. Đó, không thể thực sự được làm những điều các bạn muốn, những cái mà trong đầu của các bạn hình thành, vẽ ra. Những cái giai đoạn này, từ những cái suy nghĩ bên trong đầu của các bạn, những cái cảm xúc nội tâm bên trong của các bạn, đến những cái áp lực xung quanh cuộc sống của các bạn, nó dường như nó đang trói buộc các bạn lại, làm các bạn không vùng vẫy, không thoát được, không nhìn rõ được cái con đường cuộc đời của mình, cái con đường phát triển cho mối quan hệ, cho tình huống này nó sẽ như thế nào. Thế nhưng đây chính là cái thời điểm mà các bạn bị giam cầm, phải đối diện với bóng tối, những cái góc tối tăm nhất, đớn đau nhất, mệt mỏi nhất trong cuộc sống của mình. Vũ trụ đang buộc các bạn lại với những cái tình huống này. Nhưng đây không phải là buộc các bạn lại để vùi dập các bạn, để kìm kẹp các bạn, mà để cho các bạn có thể thực sự đối diện với những cái phần tối tăm nhất, để trong những cái bóng tối đó các bạn có nhìn được rõ cái ánh sáng thực sự, cái màu sắc thực sự của linh hồn mình là gì, cái tiếng nói sâu thẳm thực sự của linh hồn mình muốn là gì. Và để các bạn có cái sự thức tỉnh hơn, nhìn nhận ra đúng sứ mệnh của mình. Những cái thông điệp trong cái giai đoạn này cũng đang ồ ạt đổ trong cuộc sống của các bạn. Đó, tất cả những cái giai đoạn bóng tối khó khăn này, mệt mỏi, nó đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cái hành trình của các bạn. Để các bạn hoàn thiện hơn, các bạn nhìn đúng bản chất vấn đề hơn, các bạn thấu hiểu hơn, các bạn mạnh mẽ hơn, các bạn trưởng thành hơn, các bạn nâng cao được cái giá trị hành trình của mình hơn. Hãy nhìn đúng ý nghĩa giá trị của nó, hoàn thành, buông bỏ, chuyển hóa. Và thi tốt nghiệp thì sau khi bạn thi xong thì tự khắc là qua môn thôi, cuộc sống của các bạn sẽ có sự chuyển biến vững vàng. Đấy, một số bạn thì mình đang thấy là các bạn đang ở trong những cái tình huống, môi trường, mối quan hệ, đấy, những cái không gian mà làm các bạn cảm thấy ngột ngạt, trói buộc, nghiện ngập, bế tắc, mệt mỏi, áp lực. Đấy, thì mình thấy rằng là các bạn sẽ dần dần tìm được những cái sự sáng suốt, dứt khoát, vững vàng hơn. Và các bạn đang dần dần muốn thoát ra, muốn cắt bỏ đi những cái gì đó không còn phù hợp, muốn đứng dậy, muốn nắm lấy thanh gươm làm chủ cuộc đời của mình, để mà bứt phá, để mà vươn lên, để các bạn lên những cái kế hoạch, những cái tầm nhìn xa hơn cho con đường tương lai, cho con đường mối quan hệ, công việc, sự nghiệp của các bạn. Các bạn có bắt đầu nuôi dưỡng được sự quyết tâm để mà vươn lên, để mà tiến tới, để mà mạnh mẽ chiến đấu đó, để mà hình thành nên cái vương quốc của riêng mình. Một số bạn khác nhé,
liên quan đến cả phần âm luôn hoặc là các vong linh luôn, thì có thể rằng là cái phần âm gia tiên mồ mả thờ cúng nhà các bạn, hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến vong, đến phần âm đó đang tác động ảnh hưởng tới những cái yếu tố trong cuộc sống của các bạn đấy, làm cho các bạn có những cái sóng gió, những cái khó khăn, những cái chưa thuận. Thế nhưng mà tất cả đều muốn để cho các bạn có cái sự thức tỉnh rõ ràng hơn về con đường sứ mệnh của mình, và nhìn nhận rõ đúng những cái thông điệp mà những cái tình huống này, những cái thực thể tâm linh đó muốn gửi tới các bạn là gì, để cho các bạn nhìn ra đúng cái sứ mệnh của mình, đi đúng con đường của mình, ngộ ra đúng những cái chân lý đó. Thì đây là chính là ý nghĩa thực sự của những cái tình huống này, những cái sự tương tác này nhé. Đây một số ít các bạn thôi liên quan đến phần âm, vong linh, gia tiên, bồ mả thôi. Đấy, các bạn có những cái sứ mệnh về tâm linh thì có thể cân nhắc xem xét những cái yếu tố xung quanh đó. Các bạn cũng sẽ là một người rất là kiên trì. Nói chung cái hành trình của các bạn ấy, nó sẽ không phải là một cái hành trình quá dễ dàng suôn sẻ, nhất là những cái người đang trong những cái giai đoạn thức tỉnh, chuyển hóa. Đấy, thậm chí là những cái người có sứ mệnh mệnh hẳn về con đường tâm linh huyền học, thì cái hành trình của các bạn nó phải là một cái hành trình có nhiều bài học, hành trình mà các bạn cần phải phát triển được cái sự uyên bác sâu sắc ở bên trong, cái sự kiên trì vững vàng bản lĩnh ở trong linh hồn, cái sự mạnh mẽ dứt khoát trong con người của mình đó. Các bạn cũng cần phải ngộ ra được đúng những chân lý từ những cái đớn đau sóng gió, những cái áp lực gánh nặng mệt mỏi, những cái đổ vỡ mất mát nó xảy đến với các bạn làm gì, nó trói buộc các bạn ở trong những cái không gian tối tăm mù mịt này để làm gì, không phải để các bạn gục ngã như thế này đấy, mà để các bạn kiên trì vững vàng tiến lên, nhìn về tương lai và đạt được những cái thành công, những cái chân trời mới đầy rực sáng, không phải để cho các bạn nằm gục dưới những cái áp lực, những cái sóng gió, những cái lời nói, những cái kiếm đâm vào sau lưng, đâm trên cơ thể của các bạn như thế này đấy, không phải bởi những cái tác động, những cái nghiệp quả mà cuộc đời gieo lên cho các bạn để các bạn gục ngã. Và các bạn nhìn thấy xung quanh vẫn còn rất nhiều những ánh sáng, thậm chí những thanh gươm này mặc dù là các bạn đang nhìn vào cái sự sắc bén lạnh lùng đáng sợ của nó xảy ra trong cuộc đời của các bạn, đang chĩa mũi nhọn vào tim và người của các bạn, nhưng thực ra các bạn có nhìn thấy không, những thanh gươm này rất sáng, trong đêm tối những cái thanh gươm này vẫn rực rỡ tươi sáng, tỏa sáng soi đường dẫn lối cho các bạn. Vấn đề là các bạn không nhìn thấy, không chú ý vào cái màu sắc, cái ánh sáng của cái thanh gươm này, mà các bạn lại chú ý vào cái sự sắc bén, cái sự đáng sợ, cái mặt tiêu cực của cái thanh gươm này đó. Cái cách các bạn lựa chọn nhìn nhận vấn đề nó sẽ quyết định cuộc đời của các bạn đi theo hướng nào. Xung quanh của các bạn mặc dù cũng có những cái giai đoạn rất là tối tăm lạnh lẽo cô độc, nhưng mà bầu trời vẫn le lói những cái vùng ánh sáng rất đẹp, báo hiệu cho các bạn rằng những cái bình minh vẫn còn chờ đợi các bạn ở phía trước. Chỉ cần các bạn tự tin đứng dậy, rút những cái thanh gươm này ra, biến nó thành những cái vũ khí của mình, chứ đừng để nó cản đường đâm mình như thế này, mà hãy sử dụng nó như những cái vũ khí của mình đó, để tiến lên cái chân trời mới, cái cuộc đời mới đó, cái sứ mệnh mới của mình. Sau một đêm dài giá lạnh tối tăm mệt mỏi thì những cái bình minh rực rỡ đang chờ đón các bạn rồi, những cái chân trời mới, vương quốc mới thực sự của các bạn chờ các bạn, mang những cái kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, những cái nguồn vốn của các bạn tích lũy được trong cái giai đoạn trước khi các bạn bước qua sóng gió đớn đau, để biến nó thành những cái vũ khí, công cụ, nguyên vật liệu để các bạn xây nên một cái vương quốc riêng của mình, một cái chân trời riêng của mình, một cái thế giới riêng của mình đó, để các bạn nhìn ra được những cái ý nghĩa rằng là những cái gì nó đã mất đi, nó đã rời đi, thực sự nó không còn phù hợp cho các bạn nữa. Các bạn cần phải trân trọng những cái đang còn ở bên cạnh, bên xung quanh các bạn này, tập trung nguồn lực, sức lực, tình yêu thương, sự trân trọng tới những cái còn đang tồn tại với các bạn, chứ đừng chỉ tập trung vào những cái đã mất đi, đã không còn phù hợp đó. Những cái đã rời đi có nghĩa là nó đã không còn phù hợp trong cuộc sống của chúng ta trong giai đoạn này nữa rồi. Đừng để cái tâm trí của chúng ta kìm kẹp chúng ta lại trong những cái đổ vỡ, buồn bã, thất vọng nào đó. Đấy, lại ba cái ly là một số bạn sẽ là những cái mối quan hệ ba người nhé. Các bạn cần phải ngộ ra được chân lý, ý nghĩa thực sự của những cái tình huống, mối quan hệ, sự kiện đó, để mà đứng dậy, nhìn ra ánh sáng, kiên trì vững vàng, đấy, hoàn thiện, trọn vẹn, yêu thương bản thân mình. Đấy, thi xong cái bài test đi thì tự nhiên là khoa môn và cái hạnh phúc tuyệt vời sẽ đến với các bạn, cái tình yêu thương, cái sự trọn vẹn, đấy, cái cảm giác đấy, khi mà các bạn yêu thương đủ đầy với bản thân mình, quay vào bên trong kết nối yêu thương trọn vẹn với bản thân mình, thịnh vượng đủ đầy từ cái mức năng lượng bên trong, từ cái nhận thức, từ cái niềm tin bên trong của các bạn đó. Các bạn tìm được cái ánh sáng chân lý thực sự từ bên trong, các bạn ngộ ra được những cái bài học ý nghĩa thực sự từ những cái đêm đen giá lạnh vây trong xung quanh cuộc sống của các bạn là gì, thì khi đó các bạn sẽ tìm được cái chân lý thực sự, cái ý nghĩa thực sự, cân bằng được cái năng lượng thực sự, thì cuộc sống của các bạn tự nhiên sẽ cân bằng hạnh phúc, những cái đối tượng phù hợp, những cái cho các bạn tình yêu thương, sự trọn vẹn trong cảm xúc, trong năng lượng, trong sự thấu hiểu giao tiếp chắc chắn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn đó.
Và với một số bạn mà đang vướng trong những cái mối quan hệ rồi, hoặc là mối quan hệ độc hại toxic, mối quan hệ ba người, thì chỉ khi nào các bạn cắt bỏ được cái đối tượng đó thì các bạn mới có thể gặp được cái người thực sự xứng đáng phù hợp. Các bạn hoàn thành xong bài thi, nâng cao cái mức năng lượng, nhìn đúng giá trị ý nghĩa của những cái giai đoạn bóng tối tối tăm khó khăn đớn đau này, các bạn hoàn thành buông bỏ, chuyển hóa, chữa lành, thì tự khắc một chân trời mới đầy hạnh phúc trọn vẹn yêu thương đang chờ các bạn, một cái sứ mệnh mới, một cánh cổng mới, một thiên đường mới, một môi trường mới hoàn toàn là của các bạn, do các bạn và dành cho các bạn đang chờ các bạn phía trước rồi. Cố gắng lên, hãy tiếp tục tin tưởng vững vàng, dù có bao nhiêu sóng gió khó khăn, dù có bao nhiêu mệt mỏi, thì ánh sáng rực rỡ tuyệt vời vẫn đang chờ các bạn, le lói chờ đợi các bạn ở phía trước. Đừng để cho những cái màn đêm vô minh này nó là một tạo nên những cái nỗi sợ vô hình, nó tạo nên những cái gì không có thực ngăn cản bước chân của bạn. Bởi vì sau những cái lớp màn đêm này luôn luôn là những cái ánh sáng rực rỡ nhất, tươi sáng nhất, những cái vương quốc đẹp nhất dành cho các bạn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn tụ hai ạ. Hy vọng rằng là những cái thông điệp vừa rồi thì sẽ có ích cho tất cả các bạn tụ hai, và sẽ góp phần giúp cho các bạn nhìn rõ được hơn những cái vấn đề, những cái con đường, cũng như là tiếp thêm cho các bạn những cái động lực, những cái thông điệp phù hợp, tích cực và chữa lành, để cho các bạn có thể đi đúng con đường và có thể đạt được những cái điều, những cái vương quốc mà các bạn thực sự muốn dành cho các bạn. Rồi ạ, xin cảm ơn tất cả các bạn tụ hai. Nếu mà các bạn cảm thấy trải bài là kết nối thì các bạn có thể để lại một bình luận ở dưới video, cũng như là gợi ý những cái chủ đề mà các bạn muốn Tuấn làm cho những video tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào các bạn tụ hai, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả các bạn tụ ba ạ. Xin chào các bạn tụ ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề của các bạn, đó là câu chuyện tình yêu mùa đông này của các bạn sẽ như thế nào. Thì không để mất thời gian lâu hơn của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng vào chi tiết trải bài dành cho các bạn nhé. Đối với các bạn tụ ba trong cái thời điểm này, mức năng lượng của các bạn như thế nào? Mình thấy rằng các bạn tụ ba cái thời điểm này thì là cái thời điểm mà các bạn đang tập trung khá nhiều cho vấn đề tiền bạc, vật chất hoặc là công việc nào đó, hơn là những cái vấn đề quá chú tâm về vấn đề tình cảm, đôi lứa lãng mạn. Trong cuộc sống của các bạn giai đoạn này đang có những cái áp lực, những cái khó khăn, thậm chí là những cái thiếu thốn về mặt vật chất, tiền bạc, công việc, sự nghiệp. Các bạn đang có những cái áp lực, các bạn đang phải ôm lấy, các bạn đang phải gánh vác. Đó, các bạn đang trông chờ để có thể tìm được những cái môi trường, những cái công việc, những cái không gian thực sự là của các bạn, dành cho các bạn phù hợp, để các bạn có thể thực sự là chính mình, được tự do, được thoải mái, sống với cảm xúc, với linh hồn của mình, với tiếng nói sâu thẳm bên trong của mình. Các bạn cũng đang trong giai đoạn xây dựng, vun đắp, chăm bẵm cho những cái khu vườn của mình. Đấy, để các bạn hy vọng tới những cái ngày các bạn có thể hái được những cái trái ngọt từ khu vườn đó, những cái thành quả mà các hái được những cái thành quả các bạn đã bỏ công bỏ sức ra xây dựng, vun đắp, cày xới, chăm bẵm trong cái giai đoạn trước kia. Đó, thời điểm này có vẻ như cái gánh nặng về vấn đề công việc, tiền bạc, tài chính, hoặc là cái con đường về sứ mệnh của các bạn, nó đang là một cái sự tập trung thiết yếu cho các bạn trong thời điểm này. Cuộc sống của các bạn giai đoạn này cũng thứ nhất, với một số bạn thì đang có khá nhiều những cái ước mơ, hoài bão, lý tưởng, mong muốn, dự định, muốn lựa chọn, mà cái nào cũng thích, cái nào cũng mong, cái nào cũng muốn đạt được. Nên đôi khi nó làm các bạn bị hoang mang, quá tải, phân vân, không biết lựa chọn cái nào. Yếu tố thứ hai là cuộc sống của giai đoạn của các bạn trong cái giai đoạn này cũng đang phải gánh vác nhiều, gánh vác, giải quyết, cân đối nhiều những cái yếu tố, nhiều mặt khác nhau trong cuộc sống. Có thể cả về tiền bạc, vật chất, cả về sức khỏe, cả về gia đình, cả về các dạng mối quan hệ, thậm chí cả về tình yêu. Đó, các bạn đang có những cái yếu tố cần phải tập trung giải quyết trong giai đoạn này. Cuộc sống của các bạn cũng có thể cái thời điểm này đang thu hút rất nhiều những cái điều mới đến, những cái điều tích cực đến và điều cũ đi. Những cái mối quan hệ, những cái cơ hội, những cái tình huống, những cái gì đó cứ liên tục được đưa tới trong cuộc sống của các bạn. Hay là có rất nhiều những cái gì không còn phù hợp đã được dọn đi trong cuộc sống của các bạn trong giai đoạn này. Nó làm cho các bạn có những cái sự biến đổi, thay đổi, hoang mang, phân vân trong cuộc sống. Thì đấy là năng lượng chung của các bạn chọn tụ bài số 3. Vậy thì chi tiết hơn đó là câu chuyện tình mùa đông của các bạn chọn tụ bài số 3 như thế nào? Ở đây mình trước tiên mình bắt được năng lượng của các bạn tụ 3. Các bạn có thể là vẫn còn độc thân, cũng có thể là đang ở trong một mối quan hệ nhé. Năng lượng sẽ là năng lượng chung, các bạn tự bắt lấy câu chuyện phù hợp với những cái thông điệp liên quan tới cuộc sống của mình. Đấy, đầu tiên này, có thể với những cái bạn đã có mối quan hệ rồi thì mình thấy từ giờ cho tới mùa đông này các bạn sẽ tìm được ra rõ cái con đường thực sự phù hợp dẫn tới 10 ly, cái sự trọn vẹn hạnh phúc viên mãn, cái vương quốc thực sự đủ đầy của mình là gì. Các bạn sẽ phát triển, học hỏi thêm, phát triển thêm về kiến thức, về nhận thức, về sự thông thái, uyên bác cả
từ bên ngoài lẫn bên trong linh hồn của các bạn. Các bạn còn có sự thức tỉnh về tâm linh đó, nhìn mọi thứ với cái con mắt sâu hơn của tâm thức, của cái sự hiểu biết, của sự thức tỉnh giác ngộ đó. Các bạn cũng có thể là những cái con người làm những cái lĩnh vực liên quan tới giảng dạy, đào tạo, chia sẻ ánh sáng, kiến thức, soi đường, dẫn lối, giúp đỡ, hỗ trợ cho người khác bước qua cái giai đoạn tối tăm mù mịt bằng chính những cái kinh nghiệm, kiến thức mà mình đã từng trải qua cái con đường đó, cái giai đoạn đó trong chính cuộc sống của mình. Đến thời điểm các bạn có cái năng lượng của sự hỗ trợ, giúp đỡ người thầy, người chia sẻ đấy, những cái người giúp đỡ, dẫn dắt, hỗ trợ cho người khác. Đây cũng có thể là năng lượng của cái người sẽ đồng hành, hỗ trợ các bạn trong cái con đường công danh sự nghiệp hoặc trong cuộc sống. Hay đây chính là người năng lượng của người bạn đời của các bạn. Với những cái bạn mà đã có gia đình, hoặc là những cái người về người thầy, người cha, người chú, những cái người có năng lượng của cái sự hỗ trợ, giúp đỡ, soi đường, dẫn lối cho các bạn trong cái việc là các bạn phát triển trên hành trình đường đời, hành trình sứ mệnh công việc của mình. Đó. Với một số ít các bạn khác thì đang ở trong cái giai đoạn độc thân ấy, thì mình thấy rằng đây có thể là năng lượng của cái người mà các bạn sẽ gặp từ giờ trong mùa đông này nhé. Có thể các bạn đã gặp rồi, hoặc là cũng có thể từ giờ đến mùa đông thì các bạn sẽ gặp cái năng lượng của một cái người có cái năng lượng như mình vừa tả. Và có thể rằng là hai người sẽ có những cái cảm xúc, cảm hứng với nhau. Thậm chí là một trong hai nhìn thấy nhau như những cái đối tượng phù hợp để xây dựng những cái cam kết vững chắc, những cái gia đình. Hay là nói đúng hơn là giống kiểu đúng gu ấy, đúng gu mà mình đặt ra ấy. Đấy, có cái sự hấp dẫn thu hút trọn vẹn ở đây, một trong hai hoặc cả hai sẽ có cái cảm xúc đó với nhau. Thế nhưng mà cái giai đoạn mới đầu, mặc dù là có tình cảm, có cảm xúc, nếu mà mới gặp nhé, với những cái người mới gặp có tình cảm, có cảm xúc đấy, nhưng mà có vẻ như hai cái giai đoạn mới đầu hai người gặp nhau, trong những cái giai đoạn cuộc sống của hai người còn nhiều cái căng thẳng, hoặc là khi mới đầu gặp hai người có cái cách tương tác nó hơi thẳng thắn, nó hơi ngược lại với cái cảm xúc bên trong của mình. Đấy, có những cái tranh chấp cãi vã, có những cái gọi là sách mé nhau, chưa thực sự hòa hợp. Đấy, thế nhưng mà cảm xúc bên trong của hai người thì là có, sẽ nhen nhóm dần dần. Đấy, hoặc là cuộc sống của hai người đang có những cái căng thẳng áp lực, đang cần phải đấu tranh. Đấy, thì những cái người này sẽ xuất hiện trong những cái giai đoạn đó. Các bạn sẽ gặp gỡ những cái người này trong những cái giai đoạn đang có những cái căng thẳng áp lực trong cuộc sống, trong cái đầu của các bạn. Đó. Và hai người cũng có nhiều những cái cảm hứng, cái cảm xúc với nhau nhé. Có nhiều cái cảm hứng, cảm xúc với nhau. Còn với một số các bạn mà là không phải độc thân mà đang có mối quan hệ ấy, thì có thể rằng trong những cái lúc giai đoạn căng thẳng khó khăn đấy thì các bạn sẽ tìm ra được cái chân lý, cái cơ hội, cái tình huống, cái sự giúp đỡ hỗ trợ khi cần đấy, hoặc là cái con đường phù hợp dành cho các bạn, để sẽ tìm được một cái gì đó thực sự phù hợp, tích cực cho cuộc sống, cho cái hoàn cảnh mà các bạn đang gặp phải. Với những cái bạn mà cái này không liên quan đến mối quan hệ lãng mạn thì đây sẽ là cơ hội trong cuộc sống, trong công việc, trong sự nghiệp nhé. Đó, như mình nói đấy, dù là có mối quan hệ hay chưa có mối quan hệ thì từ giờ đến mùa đông này các bạn cũng sẽ tập trung khá nhiều cho vấn đề công việc sự nghiệp. Đấy, các bạn có thể sẽ phát triển những cái công việc gì đó liên quan đến cộng đồng, đội nhóm, làm việc tập thể nhiều người. Một số bạn còn là những cái vị trí leader, dẫn dắt, lãnh đạo, người trưởng nhóm, người tạo dựng kế hoạch, tạo dựng môi trường, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người khác. Các bạn cũng là người có tiếng nói, có vị thế, được mọi người đánh giá cao. Đấy, về năng lực, về khả năng, về tài hùng biện, các bạn có cái tầm nhìn, có sự hiểu biết, năng lượng của các bạn có cái sự độc lập, tự chủ, vượng phu ích tử, đảm việc nước, giỏi việc nhà. Đấy, có cái năng lượng của cái sự thu hút hơn, hấp dẫn hơn đối với cả đấng mày râu, với những cái người xung quanh. Các bạn dần dần đang nâng cao cái năng lượng của mình lên, cải thiện cái năng lượng của mình lên. Đó, về công việc sự nghiệp, và các bạn sẽ tập trung rất nhiều cho công việc sự nghiệp, tập trung kiên trì chăm chỉ cho việc học tập, phát triển tiền bạc, công việc sự nghiệp, sứ mệnh, để làm sao thoát khỏi cái giai đoạn bóng tối khó khăn, mệt mỏi, áp lực trước kia. Một số bạn khác thì đang tìm lao vào công việc để cố gắng quên đi cái tình huống cũ, những cái khó khăn cũ, cái đớn đau cũ. Đấy, tập trung vào công việc để quên đi việc đối diện, hoặc là quên đi những cái cảm xúc trong đầu của các bạn, để làm sao cố gắng, làm sao quên đi, thoát ra được khỏi những cái hình bóng đó, những cái giai đoạn đó về một môi trường, một tình huống hay là một mối quan hệ nào đó. Rồi, vẫn tiếp tục với những cái bạn mà độc thân nhá. Với những cái bạn mà độc thân thì các bạn nhìn thấy không ạ? Năng lượng của các bạn đây. Đây là năng lượng nam tính, đây là năng lượng nữ tính. Đó, khi mà các bạn tương tác ban đầu ấy, sẽ có những cái, thứ nhất có những cái kết nối đặc biệt. Cái thứ hai là có những cái mặt hấp dẫn rất là mạnh về mặt phản ứng hóa học. Thế nhưng mà cái phản ứng của các bạn khi tương tác với nhau vẫn có cái gì đấy hơi thẳng thắn, bộc trực, hơi căng thẳng cái giai đoạn đầu. Mặc dù cảm xúc bên trong là có, mặc dù cảm xúc bên trong là có nhé, mặc dù cảm xúc bên trong là có. Đấy,
Và có thể hai người sẽ kết nối thông qua công việc, học tập, đội nhóm, làm việc chung hoặc là một môi trường đông người, hoặc là được qua bạn bè giới thiệu gặp mặt, qua việc học chung một cái gì đấy, gặp nhau ở những cái môi trường đông người. Có yếu tố thứ ba, và các bạn có cơ hội để xây dựng lên những cái môi trường thực sự là phù hợp, những cái môi trường trọn vẹn hạnh phúc đấy, kể cả về trong yếu tố mối quan hệ lãng mạn hay là trong bất kỳ những cái gì các bạn hợp tác làm việc chung đấy. Có thể một số bạn sẽ còn làm việc chung trong một cái gì đấy, công việc đấy, sứ mệnh, tiền bạc, môi trường đấy. Rất nhiều những cái năng lượng khác nhau, các bạn tự đảo chiều năng lượng làm sao ứng với câu chuyện của riêng mỗi người nhé. Thời điểm này thì các bạn được khuyên đấy là trước tiên giai đoạn này các bạn cần phải giải phóng mình ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực cũ, những cái gì đấy nó trói buộc bạn, những cái môi trường nguồn năng lượng nó đang kìm kẹp bạn, nó đang tạo cho bạn cái cảm giác tù túng, mệt mỏi, độc hại. Thì các bạn cần phải giải phóng mình ra khỏi cái tình huống đó, khỏi cái môi trường đó, và giải phóng mình ra khỏi những cái áp lực từ trong chính cái tâm trí, cảm xúc bên trong đầu của mình nữa. Đấy, và một số bạn thì từ giờ đến mùa đông này các bạn sẽ thoát được ra khỏi cái giai đoạn tình huống khó khăn đó, mệt mỏi đó. Các bạn sẽ tìm được con đường, cơ hội để mà thoát ra, để mà đi đúng sứ mệnh của mình. Đó. Ở đây có một cái lá, đấy là bày tỏ tình yêu của bạn. Có thể rằng là từ giờ đến giai đoạn mùa đông này nhá, các bạn sẽ nhận được nhiều những cái tin tức tích cực hơn. Đó, các bạn cũng nhận được liên kết được với nhiều những mối quan hệ, những cái cơ hội, những cái tình huống mới. Và có những người sẽ thể hiện những cái tình cảm chân thành hơn với bạn, bộc lộ nhiều cái cảm xúc hơn với bạn. Các bạn cũng được khuyên đấy là cần phải cởi mở cái lòng mình ra để đón nhận những cái cơ hội mới, những cái mối quan hệ mới hay là những cái cảm xúc tình huống mới, cho đối phương có cơ hội tiến gần hơn, kết nối sâu hơn, dù trong bất kỳ khía cạnh nào. Và lời cuối khuyên cuối cùng dành cho các bạn đấy là khi các bạn đã thực sự xác định được cái tiếng nói sâu thẳm bên trong của mình rồi, cái mục tiêu của mình rồi, cái con đường mình muốn đi là gì rồi, hoặc cái đối tượng mà mình muốn là gì rồi, thì các bạn phải thực sự nỗ lực cho nó, thực sự làm bằng tâm huyết, bằng sự nhiệt tình, chăm chỉ và kiên trì, thì chắc chắn những cái thành công, hạnh phúc trọn vẹn đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Đó, dù là về yếu tố tiền bạc, vật chất, về yếu tố hạnh phúc, mối quan hệ, hay về yếu tố sứ mệnh, sự nghiệp, thì các bạn đều sẽ có được cái sự hài lòng trọn vẹn 10 ly đang chờ các bạn ở phía trước. Chỉ cần các bạn đủ tin tưởng, nhìn ra đúng ý nghĩa giá trị của những cái bài học, những cái sóng gió, những cái bất ý đến, các bạn cân bằng, hoàn thiện, kết nối lại vào bên trong, yêu thương mình đủ đầy, hoàn thành xong những cái bài thi, buông xả đi những cái gì tiêu cực, không còn phù hợp, không đúng đắn trong tâm trí của mình, trong cuộc sống của mình, và tiến tới về đích hưởng thụ những cái phần thưởng xứng đáng cho những cái người chiến thắng. Đó là những cái hành trình thực sự rất trọn vẹn tuyệt vời dành cho các bạn tụ ba rồi ạ. Đến đây thì thông điệp dành cho các bạn tụ ba cũng đã hết rồi. Hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy kết nối với trải bài này. Và các bạn có thể để lại những cái bình luận cùng những cái câu chuyện riêng của các bạn để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, các bạn hãy bấm theo dõi và nhấn chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới tiếp theo khi kênh ra. Đồng thời thì các bạn cũng có thể gợi ý những cái chủ đề mà tiếp theo muốn Tuấn làm. Và nếu mà những cái chủ đề đó thực sự nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm thì Tuấn sẽ làm những cái video tốt nhất để gửi tới tất cả các bạn ạ. Bây giờ thì xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe theo dõi, hẹn gặp lại nhé.